Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Khối không khí lạnh suy yếu, gió trên các vùng biển cũng suy yếu đi nhanh. Rõ nhất là ở khu vực phía bắc của Biển Đông và vùng biển huyện đảo Hoàng Sa. Trong đêm nay và ngày mai, cường độ gió đông bắc ở đây giảm xuống chỉ còn ở mức cấp 4 cho đến cấp 5 và không còn mưa nữa. Sóng biển cũng giảm xuống dưới 2 mét, chấm dứt tình trạng biển động. Với khu vực giữa và nam của Biển Đông, trường gió đông bắc cũng đang giảm cấp dần, tuy nhiên không mạnh và nhanh như khu vực phía bắc của Biển Đông. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực phía tây của Nam Biển Đông, trong đó có vùng biển phía tây của quần đảo Trường Sa, vẫn còn có đông bắc mạnh, cấp 5, có lúc cấp 6, nên khu vực này vẫn có sóng cao và biển động. Dự báo phải sang đến ngày 1 tháng 3, gió ở khu vực này mới hạ xuống mức cấp 5, lúc đó tình trạng biển động mới chấm dứt hoàn toàn. Thưa bà con ngư dân, đó là diễn biến thời tiết ở biển, ở các vùng biển ngoài khơi. Còn ở Vịnh Bắc Bộ, tác động của không khí lạnh còn giảm nhanh hơn. Trong đêm nay và ngày mai, gió trên Vịnh Bắc Bộ sẽ chuyển sang hướng đông đến đông nam với cường độ yếu chỉ khoảng cấp 3 cho đến cấp 4. Với mức gió như vậy thì hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ lại có cơ hội xuất hiện về đêm và sáng sớm, nên tàu thuyền hoạt động trên Vịnh Bắc Bộ cũng như đi lại trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ cần lưu ý. Tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn có gió đông bắc cấp 4 cho đến cấp 5, nên sóng biển dao động từ 1,55 cho đến 2 mét, chấm dứt tình trạng biển động. Những cơn mưa trên vùng biển này cũng không còn nhiều nên từ ngày mai, việc lưu thông hàng hải diễn ra bình thường. Còn trên tuyến hải trình từ Rạch Giá đến Phú Quốc, thời tiết lại khác hoàn toàn. Ở đây trời không mưa, gió cũng khá yếu, thậm chí lặng gió, nên việc đi lại trên tuyến hải trình từ Rạch Giá ra Phú Quốc và ngược lại không gặp bất kỳ trở ngại gì. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 24 giờ tới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.